nhà vua, tao ra một vơ dân tổ để vào mùa. Anh em dưới sân đi kiểu chân đi căng cua, tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua, tao ra một vơ dân tổ nhảy vào mùa. Anh em dưới sân đi kiểu chân đi căng cua, tôn trọng tất cả nhưng không thần tượng ai. Sao nhạc mày chán lại đi một lượt like, chỉ là tao láo, tao nào có nghiên cứu, tao chả làm gì dự nhiên nhà tao triệu view. Thằng đi truyền thông, thằng truyền hình chính thống, thằng quan hệ fake dù phốt để làm ăn. Tao chả làm gì cho tự ra một đống, tao chỉ làm nhạc căng. Tao không quan tâm phim mày cao phim mày thấp, có người chụp follow tao coi anh em thật. Chị em trong nhà tao toàn người đầy sức sống, họ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc mông. Và tao gọi last file để cypher đồng như cổ, có ông bác sĩ Điệp khi tao đọc cơ sổ. Một tay nắn cuộc sống, một tay bán hạt đỗ, xong xuôi tao về chỗ bác ra bổ halo. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua, tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa, anh em dưới sân đi kiểu chân như căng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua, tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa, anh em dưới sân đi kiểu tao không bao giờ chơi mà dùng.